Sự sống thời tiền sử không chỉ có khủng long mà còn có những loài sinh vật khổng lồ với sức mạnh đáng sợ nhưng ít được biết đến hơn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một loài động vật có sức mạnh săn mồi mà ít sinh vật nào cùng thời sánh bằng. Cá sấu Sarcosuchus quái vật tới 8 tấn, và sở hữu bộ hàm thép có thể nghiền nát khủng long. Nặng tới 8 tấn, dài khoảng 12,2 mét với lực cắn tương đương sức nặng của một xe tải cỡ lớn, siêu cá sấu Sarcosuchus là phiên bản khủng khiếp hơn rất nhiều của loài cá sấu hiện đại ngày nay. Sarcosuchus là loài cá sấu cổ đại từng sống cách đây khoảng 110 triệu năm ở vùng đất nay là châu Phi và Nam Mỹ. Chúng được mệnh danh là có bộ hàm bằng thép, lực cắn mạnh đến mức khủng long cũng không thể nào thoát ra được. Con mồi nào rơi vào mõm quái vật này giống như bị kẹt dưới sức nặng của một xe tải cỡ lớn, nhà sinh vật học Greg Erickson tại trường Đại học Florida Mỹ nói trên tờ National Geographic. Các nhà cổ sinh vật học còn cho rằng, khủng long cũng không tránh khỏi trở thành mồi ngon cho siêu cá sấu Sarcosuchus. Khi trưởng thành, Sarcosuchus không khác gì một con quái vật. Nó có thể hạ gục một con khủng long cổ dài cỡ lớn, các nhà cổ sinh vật học nhận định. Quái vật cổ đại khổng lồ. Sau Thế chiến II, nhóm các nhà thám hiểm do nhà cổ sinh học Pháp Albert Félix de Laparan dẫn đầu, đến khám phá sa mạc Sahara. Trong quá trình khai quật tại địa tầng Kemkembet, vùng đất giáp biên giới Algeria và Morocco, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy rất nhiều hóa thạch của một loài cá sấu có kích thước lớn chưa từng thấy. Nhưng phải đến năm 1964, các nhà nghiên cứu Pháp mới tìm thấy gần như trọn vẹn hộp sọ của loài siêu cá sấu ở vùng Gardofaua, phía bắc Niger. Mẫu hộp sọ này được đưa về Paris nghiên cứu và là cơ sở để các nhà khoa học tuyên bố phát hiện loài cá sấu khổng lồ, gọi là Sarcosuchus imperator có nghĩa là siêu cá sấu. Việc phát hiện ra một loài cá sấu khổng lồ chưa từng thấy đáng lẽ ra phải là một sự kiện gây chấn động thế giới. Nhưng các nhà khoa học Pháp không công bố rộng rãi phát hiện vì chưa tìm thấy hóa thạch thân cá sấu. Năm 1997, Paul Sereno, một nhà cổ sinh vật học người Mỹ, đã cùng các cộng sự tới Nigeria để tìm hóa thạch cổ. Sau những cuộc khai quật gian khổ tại sa mạc Sahara, nhóm thám hiểm đã phát hiện ra một quần thể hóa thạch có tổng trọng lượng 20 tấn, trong đó có 7 con cá sấu Sarcosuchus. 7 con cá sấu được tìm thấy với nhiều kích thước khác nhau, từ đang phát triển cho đến khi trưởng thành, trong đó có cả những mẫu hóa thạch hoàn chỉnh. Sau khi trở về Mỹ, Sereno đã tổ chức họp báo để công bố về phát hiện. Ông cũng hợp tác với tạp chí National Geographic để tạo ra mô hình siêu cá sấu với tỷ lệ 1 và 1 để công chúng có thể dễ dàng hình dung. Theo kết quả phân tích hóa thạch, siêu cá sấu Sarcosuchus có tỷ lệ hộp sọ so với cơ thể giống với cá sấu Gario của Ấn Độ ngày nay. Mẫu hóa thạch dài nhất lên tới 11,65 mét có phần hộp sọ dài tới 1,6 mét. Ước tính trọng lượng của con cá sấu khi còn sống lên tới 8 tấn. Cá sấu là sinh vật máu lạnh có tuổi thọ đáng kể và tổ tiên Sarcosuchus cũng không phải ngoại lệ. Theo nghiên cứu, Sarcosuchus chỉ đạt đến tuổi trưởng thành sau 50 đến 60 năm. Sarcosuchus là sinh vật săn mồi hết sức đáng gờm nhờ bộ hàm to lớn. Chúng có 70 chiếc răng ở hàm trên và 62 chiếc răng ở hàm dưới. Răng của chúng rất dày và có hình nón, nhờ vậy mà đòn cắn cực mạnh dễ dàng xuyên thủng da thịt con mồi. Trong một nghiên cứu công bố năm 2002, nhà sinh vật học Erickson và cộng sự đã tính toán lực cắn của siêu cá sấu Sarcosuchus dựa trên số liệu thực tế từ cá sấu nuôi ở vườn thú và cá sấu hoang dã ở sông hồ Florida. Họ dụ những sinh vật máu lạnh này ngoạm vào chiếc gậy bọc da dài 2 mét mà thực chất là một thiết bị đo lực cắn, bao gồm 4 bộ cảm ứng điện. Để thử nghiệm, các nhà khoa học phải quăng thòng lọng vào cổ cá sấu và kéo nó vào bờ. Một người phải nhảy lên lưng con vật, tôi phải làm vậy để ngăn chúng xoay người, làm hỏng thiết bị. Các công cụ thử nghiệm này rất đắt tiền, nhà động vật học Ken Villiers nói. Khi đã kiểm soát được cá sấu, các nhà khoa học gõ vào mõm con vật để nó há miệng ra. Cá sấu có dây thần kinh nhạy cảm ở răng nên khi đưa gậy vào là chúng ngoạm chặt ngay. Đối với loài cá sấu Nam Mỹ lớn nhất ngày nay, các nhà nghiên cứu đã đo được lực cắn là 964 kg. Nếu bị một con cá sấu Nam Mỹ cắn, bạn phải tạo ra lực đẩy tương đương một chiếc xe tải nhỏ thì mới có thể mở miệng nó ra được, Erickson nói. Với các con cá sấu nhỏ hơn thì lực cắn của chúng cũng nhỏ hơn tương ứng. Cuối cùng, Erickson và các cộng sự ước tính lực cắn của siêu cá sấu là 8.165 kg, tương đương với sức đè của xe tải cỡ lớn. Siêu cá sấu Sarcosuchus thực sự không hề khác với cá sấu hiện đại ngày nay.
Chúng chỉ là phiên bản khổng lồ và nguy hiểm hơn rất nhiều, Erickson nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.